là Thúy ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 16 ạ. Một ngày thì em dậy từ lúc 4 giờ em lên em làm tôm. Một ngày em chỉ được 10 đến 15 nghìn thôi ạ. Nhà em có 4 chị em. Các em của em đều được đi học ạ. Em nó nấu rồi, nấu ít quá. Ủa, còn mấy khi là một... Ngôi nhà này thì mấy anh chị sinh viên tình nguyện dựng lên. Khi trời mưa thì nó hay dột và còn bão giấc thì thuyền xoay ạ. Còn nước lên nước xuống thì nước lên thì mình kéo vào, còn nước xuống thì mình đủ ra thôi ạ. Em thấy cuộc sống ở đây rất yên ổn và vui hơn ạ, ở trên bờ. Bây giờ thì em còn bé thì em thích ở đây, nhưng mà lớn lên thì em thích được ở trên bờ và đi học như các bạn ạ. Một tuần em học 3 buổi, em học có mỗi 2 môn chính tả và toán ạ. Mẹ em đi làm từ lúc 7 giờ tối đến 8 giờ sáng. Em ước mơ em được làm cô giáo. Em muốn thì em với cả các em thì cũng được như em và hoặc hơn em nữa.